năm đấy. Mày giàu ở đâu nào? Trên vườn nhà bà Lương. Em giàu ở nhà vườn nó còn chết thôi. Hôm nào đi ra mua cái hạt về dòng. Có canh nhá. Cành rồng đúng không? Đưa toàn dòng cành. Đâu phải ta xin mấy cái cành già dài hay là cô toàn dòng với cành non này nó chết. Kia kìa cô gái. Cành non là nó chết. Vừa rồi cánh nhà bà Lưu cầm mà sang bài cắt rồi dòng. Nên là đi cắt nắm về để ăn thôi. Ai nó nằm như giải chiếu. Nằm nóng cành về dòng thì làm cho đủ ăn. Ở vườn hôm mồi có hai ba cây thôi. Về băng đôi ba ra. Về chặt đôi ra xong rồi cấy. Chặt ba. Cần gan này thôi. Gan này còn thuốc thì lá ngọn em dòng không nó non quá. Thế